Xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình ở nhà mình cả 8 giờ đêm có một con cú mèo các bạn. Nó bay vào nhà mình. Hôm bé con bỏ vô cái lồng này các bạn ơi. Nó để bóng đèn, nó hù rất là dễ sợ nha. Các bạn thấy không? Nó hù mình nha. Nó lắc lư lên các bạn. Rất là dễ sợ nha, nó hù mình nha các bạn. Nó hù mình rất là dễ sợ. Lần đầu tiên mình thấy nó hù mình nhìn dễ sợ nha các bạn, nhưng mà thật sự nó rất là đáng yêu. Nó kêu tạp 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 tạp, mình không biết cú này cú mèo gì nha các bạn. Mình mới ra mà bác có mà nó bay vô cái vườn mình sao nha các bạn. Nè các bạn xem nè, mình cũng không biết cho nó ăn cái gì đây, con này cho nó ăn cái gì đây. Cái chân nó hình như mình thấy có mẫu cái chân có ba cái ngón rất là bén nè anh bác, nó xá vô cái tay mình nha các bạn, xá vô tay chảy máu luôn nè, rất là nhọn các bạn. Nó vừa mà lét mình như múa vậy các bạn ơi. Thì nó nhảy 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 như múa vậy. Còn thấy không? Kỳ ra không? Để mình để trên đây đây. Quay cho các bạn xem nè. Thấy không? Píp 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 píp. Píp 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 píp. Nó lét đỏ không? Không. Nghe người ta nói mấy con này nó ăn con nó thường hay ăn chuột nè các bạn, ăn thằng lang nè, ăn ăn dế nè, những con chim nè, chim cút nè, chúng ta có thể mua chim cút ngoài chợ gì đó. Đó về người ta làm thịt rồi các bạn, mình chặt nhỏ nhỏ cho nó ăn. Con này thì mình em coi hướng ăn các bạn, nó có ngay cái mỏ của nó ngay các bạn. Cái mỏ của nó thì nó có coi đó, cái mỏ nó cũng dài nha, cũng dài dài, hai con mắt nó rất là tròn to còn ha, hai mắt tròn to lắm nha, lông nó màu xốm, lông nó rất là nhiều. Nó là gì nữa, nghĩ nên nó không có nạn các bạn, nãy cầm nó nhẹ không có nạn. Con này nếu mà chúng ta muốn cầm phải đeo bô tai vô hoặc là cột dây để bộ tay vô được, cầm nó được các bạn, chứ không có cái chân nó rất là bén. Mỏ nó con này giống như chim con vậy các bạn ơi, chim tròn mới chìm á. Đó, cú mèo thật có nhiều loại các bạn, ra nó có nhiều loại, mình cũng chưa biết cái con này loại gì. Đó, thầy nghĩ con này cũng lớn các bạn ơi, ngay cái miệng nó có những cái lông tơ, lông tơ rất là nhiều. Lông tơ nè, các bạn thấy lông tơ ngay cái miệng nó không? Đó, lông tơ ngay cái miệng nó không? Lông tơ thấy không? Wow, nó lét một hoài thôi. Lét nó nhìn lét. Mới dồn nó thì lần đầu tiên mà dồn nghe của quê mình các bạn, nghe chỗ nào có ai mà mắc của mèo kêu là người ta nói là xui xẻo, nhưng mà theo mình nghĩ thì bây giờ người ta nuôi rất là nhiều, không có xui xẻo được các bạn ơi. Nó cũng là một con vật hơn, một con chim thôi. Đó, do nhiều người ta mê tín thôi, chứ bây giờ người ta nuôi rất là nhiều, nhiều bạn trẻ nuôi chim này là dễ có bạn gái lắm. À, con chim này nó ngộ, nó hay là nó xay, cái đầu nó xay 180 độ rất là hay, mà nó lát lát rất là đẹp như múa vậy các bạn ơi. Ha, đẹp không? À. Đó, mình lắc cái nồi nước mình để lên đây. Tạm thời mình nhóc nó vô trong cái lồng này các bạn. Cái lồng đây, cái lồng như là nuôi chim cao, nuôi gà vậy á. Bạn thấy nó như nhảy lát lát biết không? Hồi nãy nó hù dữ lắm nha các bạn. Nó kêu tạch 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 tạch.
lát ha. À, để mình giờ mình sẽ bắt một con thằng lan thử cho nó ăn nha các bạn. À. Kêu lắm rồi, kêu này, em kiếm thằng này nó ăn hay không? Giờ cũng không biết, mấy bữa mình thấy thằng này cũng nhiều, mình bắt con thấy mấy thằng này cũng tội. Quá ha ha ha, đây các bạn ơi, mình lát mình lát thì nó cũng lát luôn nha các bạn. Nhìn nó đắt điện này, mát rất là tròn các bạn ơi. À, mát tròn, nó mát nó lồi lồi ra ngoài, tròn rất là đẹp nha. À, ha, ha, đẹp không? Đó, con nó lét lư, các bạn thấy nhìn viên không? À, ngay cái tên của mèo, chứ mà nhiều khi ở quê mình nè, người ta ít có ai, tự giờ không ai nuôi của mèo các bạn ơi. Đó. Thì mình nghe mình thấy mình lần đầu tiên mình thấy nó cũng sợ sợ thiệt, nhưng mà khi mình nhìn lao mình thấy nó đáng yêu dễ thương. Các bạn thấy nó lát lát không? Nhưng mà mình buồn cái là con này nó ăn thịt á, mình thì mình cũng không có muốn xóa xanh đó, không muốn giết con này con kia cho mình thấy tội các bạn đó. Mà con này nghe nói là nó ăn thịt cho mọi người, bố mèo nó ăn thịt. À, tạm thời thì khi có chim này thì mình quay cho các bạn xem. Mình kêu không? Con chim này quay cho các bạn xem thôi chứ còn Thì mình tát đèn các bạn, mình tát đèn mình quay nó ban đêm thử nó show nha các bạn. Ban đêm mát nó đỏ đẹp không các bạn? À, đó, mát nó màu đỏ đen mà thấy không? Nó rất con mắt nó rất là nhiều màu các bạn ơi. Đó. Mắt nó màu đỏ, đỏ thấy không? Bạn thấy hay không? Đó. Ngộ là mắt nó chuyển màu nha các bạn. Đó, một bên màu đen, một bên màu đỏ, thấy không? Đó. Rất là đẹp nha. Đó, mình thấy mình ghi cái cặp mắt nó chuyển màu nha các bạn. Chim nó dồn mình nó chuyển màu nha. Ngộ nha các bạn ơi. Thấy rất là hay á, được cái là cái đó đó mình ghiền cặp mắt đó các bạn. Đó, các bạn thấy không? Mắt này nhiều màu nha các bạn, rất là đẹp nha. Không biết con này chim con hay là chim mẹ các bạn, mình thêm nghĩ là chim mẹ thôi. Chim mẹ mà sao nó bay vô nhà mình bắt nó được ngủ chứ mình cũng chưa hiểu mình sẽ nào nghe các bạn. Thôi mình quay cho các bạn xem đến đây thôi nha. Bữa nào mình sẽ quay cho các bạn kỹ hơn nha. Xin chào các bạn nghe, nếu các bạn thấy hay bấm like đăng ký để nhận những clip mới nha các bạn.